Theo đó, Hội đồng Quản trị Việt Nam Elienet vừa phát hành nghị quyết về việc tăng lương trước hạn với những người thuộc đội bay Y-187-A350 từ 1 tháng 9 năm 2019, trong khi nếu đúng lộ trình phải đến 1 tháng 6 năm 2020. Đại diện Việt Nam Elienet phân tích và lý giải từ các việc năng suất lao động tăng do điều chỉnh cơ cấu, hành trình, chặn bay của đội bay Y-187-A350 nên Hội đồng Quản trị đã đưa ra quyết định tăng lương sớm so với những phi công này. lần cách tân tiền lương này, mức khoán tiền lương chuyến bay của đội bay Y-187A-350 tăng 22% so với thời điểm 1 tháng 6 năm 2019. Như vậy, tổng thu nhập trước thuế của lái chính, giáo viên những dòng máy bay này sẽ tăng thêm 21 triệu Việt Nam đồng và lái phụ tăng thêm 10 triệu Việt Nam đồng. Sau khi điều chỉnh, mức thu nhập trung bình dành riêng cho lái chính và giáo viên tại Việt Nam Airlines vào khoảng 229 triệu Việt Nam đồng tháng, lái phụ là 136 triệu Việt Nam đồng tháng. Còn mức thu nhập tối đa dành riêng cho lái chính và giáo viên là 271 triệu Việt Nam đồng/tháng, lái phụ 160 triệu Việt Nam đồng/tháng. Theo hãng hàng không Tổ quốc, việc tăng lương trước lộ trình dành riêng cho đội bay Y187A350 nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn mức thu nhập cho đội ngũ người lái máy bay trong bối cảnh có tương đối nhiều ràng buộc từ cơ chế quản lý, nhất là những quy định nghiêm ngặt về mức lương, thưởng theo hướng dẫn của những cơ quan tính năng có thẩm quyền. Trước đó, ngày 1 tháng 6 năm 2019, hãng hàng không này cũng đã cách tân tiền lương so với người lái máy bay Việt Nam và sẽ thường xuyên triển khai việc cách tân cho tới năm 2025. Chế độ đãi ngộ đặc trưng này dành riêng cho tất cả những người lái máy bay xuất phát từ đặc thù nghề nghiệp, yêu cầu trình độ chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật cao, tính nhiệm vụ nối sát với sự đảm bảo an toàn bình yên tuyệt đối những chuyến bay. Thời gian qua, vấn đề lương thưởng của phi công đã trở thành đề tài nóng trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam ngày càng tuyên chiến và cạnh tranh gay gắt. Nhiều hãng hàng không mới gia nhập nhưng nguồn lực lượng lao động bị thiếu hụt, thậm chí có tình trạng tuyên chiến và cạnh tranh, thu hút phi công, tiếp viên giữa những hãng bằng phương pháp trả lương cao hơn.